Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái đề số 2 tiết 1 ở phần trắc nghiệm rồi, gồm 6 câu. Đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần tự luận nha. Chúng ta sẽ tiến hành làm ngay phần tự luận. Cái đề này thầy quay trong vòng 2 clip thôi em, 2 clip nha. Trong tiết này thầy sẽ quay hết tất cả câu tự luận cho các em. Câu 1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào đại học. Nghĩa là ở đây người ta cho em cái phương trình bằng chữ. Sau đó chúng ta sẽ viết bằng công thức hóa học. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành cân bằng phương trình phản ứng. Rồi chúng ta sẽ cho biết là cái phương trình phản ứng đó là nó thuộc loại phản ứng nào. Thì trong chương trình lớp 8 ta được học, ví dụ nó chính là phản ứng gì? Phản ứng thế, phản ứng hóa hợp hoặc là phản ứng phân hủy. Thì chúng ta xem này. Ví dụ câu A. Ở đây là sắt 2 oxit. Tại vì sắt là nó có mấy hóa trị em, nó có hai hóa trị 2 và hóa trị 3. Ở đây người ta ghi là sắt 2 oxit thì công thức của nó đó chính là FeO nha. Nghĩa là sắt ở đây có hóa trị 2 này và oxit này có hóa trị 2 nên cái tỷ lệ, tại vì cái bài mà về công thức hóa học á cũng như là áp dụng cái gì em về hóa trị, quy tắc hóa trị thì chúng ta đã biết cái cách lập công thức rồi đúng không nào? Khi người ta biết được hóa trị của chúng. Khí hydro mà các bạn mà viết khác không là em sai á. Tại vì hydro khi nó đứng á, trạng thái bình thường thì nó là H2 chứ không phải là H ở đây là nguyên tử rồi. Ở đây nó đứng dạng là phân tử em nha. Đây nhiệt độ. Thì khi đó cái hydro này này nó sẽ thế chỗ anh sắt này để tạo thành là Fe cộng với nước, hình như cái đề này. Từ từ nè. Nếu như mà sắt 2 thì mạnh hơn hydro em. Phương trình này không xảy ra này. Nó phải là sắt 3 nha em. Các em sửa lại thầy, chỗ đây là sắt 3 oxit nha. Sắt 3 oxit. Sắt 3 thì nó mới yếu hơn hydro. Hydro nó thế chỗ sắt ở đây để tạo thành nước ở đây nè. Nhưng mà nó phải là Fe2O3 nha em. Nha, Fe2O3. Để mà khi đó hydro nó sẽ thế sắt ở đây để tạo thành nước và sắt thế ra bên ngoài ở đây. Nó phải sắt 3. Sắt 3 oxit em nha. Để bài đánh bị sai. Cộng hydro. Được chưa? Cho sắt 2 thì hydro không thế xuống được em. Đó, nó yếu hơn mà, không khử được. Ở đây thì nó chúng ta cân bằng, ở đây sắt 2. Cân bằng ở đây là 2. Oxy 3 ở đây chúng ta cân bằng ở đây là 3. Hydro 3 2 6, ở đây 2 thì nên thiếu 3. Thì ở đây phương trình phản ứng như em, đây chính là phản ứng thế nha. Sau này chúng ta được học lên chương trình trung học phổ thông, chúng ta được học một phương trình phản ứng nữa là oxy hóa khử. Thì phương trình này nó cũng thuộc một trong những phương trình phản ứng oxy hóa khử này em nha. Nha. Sau này thầy sẽ dạy em sau. Ta đi sang ở cái câu tiếp theo. Thầy làm trực tiếp trên đây luôn nha. Nhôm axit chlorhydride HCl. Nhôm chloruro là AlCl3. Tại vì nhôm có hóa trị 3 nghe. Cộng khí hydro. Đây em ta tiến hành cân bằng nhôm 11 đủ rồi. Ở đây các em chú ý thầy tới clo này. Clo đây là 3, ở đây là 1. Nếu ở đây các em thêm đây là 3. 3 clo đủ thì khi đó ở đây là 3 hydro mà đây có 2 hydro. Chứng tỏ chưa bằng. Mà các em để ý này. Nếu ở đây 3 mà đây 2 thì bội chung nhỏ nhất của nó sẽ là 6. 6 chia cho 2 thì được 3. Thì ở đây sẽ là 6, ở đây 2 và đây 2. Khi đó cả hai vế của phương trình tham gia phản ứng và cái sản phẩm sẽ cân bằng về cái hệ số tỷ lệ các nguyên tử của nó nha. Thì anh đây thì nó sẽ thuộc là phương trình phản ứng như em. Phản ứng thế nhé. Phản ứng thế. Phản ứng thế đó chính là gì? Nhôm sẽ thế chỗ hydro. Được chưa? Tại vì nhôm mạnh hơn hydro em. Lưu huỳnh dioxit. Đi là 2, tri là 3. Nhớ nha. Ví dụ người ta ghi là lưu huỳnh trioxit. Trioxit nó sẽ là SO3. Nhưng mà
lưu huỳnh dioxit nó sẽ là SO2 cộng với nước, ở đây tạo thành là axit sulfuro là H2SO3. Còn nếu ở đây á mà là SO3 cộng với nước thì tạo thành đây sẽ là axit sulfuric là H2SO4, nhớ là như vậy. Ở đây là hai chất tham gia phản ứng tạo một sản phẩm, thì đây chính là phản ứng gì? Phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học. Nước, nhiệt độ, tiếng là phân hủy đúng không? Cộng với hydro cộng khí oxy. Phân hủy anh em. Hydro đủ đây 1 đây 2, chứng tỏ đây thiếu 2. Thiếu 2 thì chứng tỏ đây sẽ là 2. Đây chính là phân hủy. Phản ứng phân hủy. Được chưa? Vậy thôi. Ta đi sang câu số 2 các em nha. Rồi ta đi sang câu số 2 các em. Nêu phương pháp nhận biết ba loại khí sau: oxy, hydro, không khí. Thì thông thường á, ví dụ khi mà nhận biết các khí này các em thì chúng ta thường là sử dụng quy đốm. Quy đốm nha. Đối với cái thằng oxy này á thì nhớ khi có mặt oxy thì nó sẽ bùng cháy quy đốm. Ha. Còn anh hydro này á thì sao nè? Nó cũng cháy nhưng mà cho ngọn lửa gì em? Cho ngọn lửa màu xanh nha các em nha. Còn cái anh không khí này là không thay đổi gì cả. Không thay đổi gì quy đốm nè. Thì chúng ta ghi này. Dùng một quy đốm đang cháy cho vào mỗi lọ. Được nè. Lọ nào làm cho quy cháy, quy đốm cháy bùng lên là lọ chứa khí gì các em? Cứ bùng lên là chứa khí oxy. Được chưa nào? Lọ nào có ngọn lửa màu xanh mờ, xanh hơi mờ các em nha, là lọ chứa khí hydro. Được chưa? Lọ không làm thay đổi quy đốm, không làm thay đổi quy đốm, là lọ chứa gì em? Chứa không khí. Vậy thôi. Ok. Ta đi sang câu số 3 nha. Câu số 3. Ở đây người ta yêu cầu như đây. Đọc tên của các chất có công thức hóa học ghi dưới đây. Đây chính là gì em? Đây chính là axit nitric. Cái này là gì? Có nhóm OH, cái nhóm OH đó chính là hydroxit. Ta đọc là kali hydroxit. Kali hydroxit. Đây là đồng gì? Đồng hydroxit. Nhưng mà đồng nó có hai hóa trị nên cái chỗ Cu OH tất cả hai lần ở đây. Chúng ta cũng vẫn cứ đọc đồng hydroxit em nha. Ok. Rồi như vậy thì giờ thầy mới đi ra bên ngoài có việc xíu em. Nhưng mà chúng ta để thể hiện cái hóa trị 2 ở phía dưới đây á thì chúng ta vẫn ghi là đồng 2 hydroxit em nha. Tiếp tục Na2SO4, đây chính là natri. Đây chính là natri sunfat em. Nha, natri sunfat. Ok. Chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Câu cuối cùng à. Cho 13 gram kẽm vào trong dung dịch HCl thu được kẽm cloro và khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A, viết phương trình phản ứng xảy ra. Câu này rất là dễ. Phương trình phản ứng. Ta có kẽm chọn HCl tạo thành là K
kẽm cloruro cộng khí hydro. Ở đây chúng ta cân bằng ở đây là 2 ha. B, tính khối lượng của axit HCl đã phản ứng. Nghĩa là tính khối lượng của anh này. Để tính khối lượng của HCl này thì chúng ta phải dựa vào kẽm. Ở đây người ta cho em là 13 gram kẽm thì từ số liệu 13 gram kẽm này chúng ta sẽ tính được số mol của kẽm. Đúng không nào? Câu B này. Ngay chỗ đây chúng ta chừa ra một hàng để chúng ta suy ra số mol nhé. Ta có số mol của kẽm sẽ bằng 13 chia bao nhiêu em 65 này. Đây. Kẽm 65 này. Hiểu không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là ta lấy 13 chia 65 sẽ bằng 0,2. 0,2 mol. Chúng ta đặt giùm thầy ở đây là 0,2 mol. Tỷ lệ này, ở đây là 1 thì đây là 2. Cứ 1 kẽm thì 2 HCl, như vậy đây 0,2 thì chứng tỏ này gấp đôi sẽ là 0,4 mol. Đúng nào? Như vậy chúng ta ghi là theo phương trình phản ứng ta có số mol của HCl sẽ bằng 2 lần số mol của kẽm, sẽ bằng 2 nhân 0,2 thì sẽ bằng 0,4 mol. Được chưa? Nên từ đây chúng ta suy ra cái khối lượng của HCl sẽ bằng 0,4 nhân cho gì nè? Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhân bao nhiêu em? Hydro là 1, clo là 35,5, 35,5 cộng 1, 35,5 cộng 1 là 36,5. Bằng 0,4 nhân 36,5. Bấm chữ SD bằng 14,6 gram. Ta kết luận đây là vậy. Khối lượng HCl tham gia phản ứng là 14,6 gram. Được chưa? Ta sang câu C. Tính thể tích khí hydro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Hydro đây. Như vậy thì chúng ta sẽ dựa theo số mol của kẽm. Từ đây chúng ta sẽ suy ra ở đây. Kem thấy đây 1, tỷ lệ đây 1 thì đây cũng sẽ là 0,2 mol. Đúng nào? 0,2 mol, chứng tỏ chúng ta có là theo phương trình phản ứng. Ta có số mol của hydro sẽ bằng với số mol của kẽm và sẽ bằng 0,2 mol. Được chưa? Nên khi đó chúng ta suy ra thể tích của hydro có phải là người ta lấy số mol hydro là 0,2 nhân cho 22,4. Rồi thầy bấm cho em xem, biết rằng là bằng 4,48 nhưng mà bấm ở trên đây để em thấy 0,2 nhân 22,4. Thấy chưa? 4,48 lít. Ta kết luận ở đây vậy. Thể tích khí hydro thu được đó chính là 4,48 lít. Ta đi sang câu D. Dùng khí hydro trên khử đồng 2 oxit thì thu được bao nhiêu gam đồng? Thì bây giờ chúng ta có phương trình phản ứng. Ta có phương trình phản ứng hydro cộng với CuO tạo thành đồng cộng với nước. Như vậy số mol của hydro, số mol của hydro là chúng ta nãy tính được là 0,2 mol. Mà ở đây người ta yêu cầu các em là thu được bao nhiêu gam đồng, nghĩa là tính khối lượng của đồng. Tính khối lượng của đồng thì từ đây chúng ta suy ra số mol của đồng theo số mol hydro cũng là 0,2 mol. Tại vì tỷ lệ số mol đây là 1:1. Như vậy chúng ta có là cái số mol của đồng bằng số mol của hydro bằng 0,2 mol. Từ đây chúng ta suy ra khối lượng của Cu sẽ bằng 0,2 nhân nhân số 4. Được chưa nào? Số 4 đó chính là khối lượng mol của đồng. 0,2 nhân số 4 sẽ bằng là 12,8.
gam. Ta kết luận vậy, khối lượng của đồng thu được, CU thu được là 12,8 gam. Được chưa? Được chưa nào? Ở đây thầy muốn đính chính lại một xíu cái chỗ ở đây này, thầy chỉ em lại cái chỗ cái câu số 1 này. Nếu như mà sắt 2 nha. Nếu sắt 2 oxit cộng khí hydro á thì phương trình phản ứng của nó là FeO cộng hydro tạo thành ở đây là sắt cộng với nước. Nếu mà sắt 3, nếu mà sắt 3 thì Fe2O3 cộng hydro tạo thành sắt cũng cộng với nước. Nhớ nha. Được không nào? Ở đây cân bằng thì đây 2, đây 3, đây 3. Thì cả hai cái phản ứng này là phản ứng oxy hóa khử em nha. Phản ứng oxy hóa khử em nha. Phản ứng oxy hóa khử. Được chưa? Đó, giờ nãy như thầy nói phản ứng thế sao? Lúc đó thầy nghĩ cái gì không? Rồi chúng ta xem lại phần tự luận này. Bạn nào muốn ghi chép gì đó thì bấm dừng lại nha. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.